Món ăn này là một món ăn nhẹ kết hợp các loại trứng với nhau, trong đó có trứng bát thảo. Nói chung là con nhìn theo cô thôi chứ con có biết nấu ăn không? Không biết nấu ăn theo cô là sẽ biết nấu hết. Anh Minh sẽ giúp em là chúng ta sẽ lấy hết cái hỗn hợp này cho lên cá và chúng ta massage đều hai mặt. Ôi ngon quá. Thơm nha, thơm nha. Cái món này là mình chỉ cần hả 5 phút vào bếp thôi là mình đã có một món ăn ngon rồi. Wow. Trời ơi. Quá trời thơm luôn rồi nè. Nói gì là béo béo nè, cái gì bùi bùi nè. Em phải ăn vậy nha. Trời lỡ ơi, ăn cục bự vậy nó mới đã. Cái món này là một cái món có thể là đa dạng trong cách ăn và mang lại cho chúng ta những cái cảm giác bừng tỉnh các giác quan. Tuyệt vời. Mời quý khán giả đón xem chương trình Nhanh Mà Ngon phát sóng vào lúc 11:50 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.